Thanksgiving chúng ta làm món đó là cánh gà chiên. Cánh gà chiên này là mua tại Costco. Chicken wing mua tại Costco này. Lại một bịch này là 10 bao. Rồi. Nhớ là mua và còn mua có bị gà chicken wing tại Costco nha. Rồi sau này chúng ta phải xả đá ra để đá chờ. Vừa rồi là tôi xài hai bịch cánh gà Costco. Hai bịch cánh gà thì ta cần những nguyên liệu này để ướp cho một 20 bao cánh gà. Đây là bột Galixo, là bột muối tỏi, đường, bột ngọt, trứng gà, bột chuối chiên, tôm chiên, 20 bao cánh gà thì ta cần 2 bịch bột chuối chiên, tôm chiên. Ta cần 2 bịch này nha. Một bịch xài cho 10 bao. Mà ngày mai tôi xài 20 bao cánh gà thì xài, chúng ta dùng 2 bịch bột chuối chiên tôm và 4 trứng gà, 1 muỗng cà phê bột ngọt. Xin nhắc lại là món cánh gà chiên này không có bột ngọt, nó sẽ không có ngọt, nên chúng ta cần 1 muỗng cà phê bột ngọt, 2 muỗng canh đường, 4 muỗng canh bột muối tỏi. Đây, nhớ là bột muối tỏi này nha. Chúng ta xài 4 muỗng canh. Rồi, nhắc lại là 4 muỗng canh bột muối tỏi, 2 muỗng canh đường, 1 muỗng cà phê bột ngọt, 4 quả trứng gà và 2 bịch bột chuối chiên, tôm chiên. Đây là những thành phần nguyên liệu chúng ta xài dùng cho 20 bao cánh gà. Ngày mai là lễ Thanksgiving của nước Mỹ. Chúng ta cũng có ăn gà tây, nhưng mà món cánh gà này thì tuổi trẻ và mấy em nhỏ, kể cả người lớn cũng thích. Để yêu cầu món cánh gà chiên này mỗi lần có tiền. Đây, cái món này rất là đặc biệt. Mà bà xã của tôi bà đã làm món này rất là ngon. Và tôi đã học lóm được và đem chia sẻ cho bà con cùng thưởng thức món này. Đây, sau cái tôi sẽ chọn tất cả các nguyên liệu lại và sẽ ướp gà. Rồi, chúng ta sẽ bắt đầu kế tiếp. Rồi, bây giờ bắt đầu tôi trộn tất cả các gia vị lại với nhau. Đây là bột nêm muối tỏi 3 muỗng canh, 4 muỗng canh, xin lỗi, 4 muỗng canh muối tỏi, 2 muỗng canh đường, 1 muỗng bột ngọt. Nhớ là không có bột ngọt nó sẽ không có ngon. Trộn đều lại với nhau. Các gia vị trộn đều vô. Sao?
2 bịch bột chiên tôm. Bốn trứng gà. Bốn trứng gà đây. Rồi, lấy bao vai. Chúng ta trộn đều lại với nhau. Món này ăn người lớn và con nít đều thích. Hai chục bao này là ăn cho một bữa tiệc. Ngày mai là lễ Thanksgiving mà người lớn con nít cũng đều yêu cầu món này, nên ta làm thêm món cánh gà chiên. Chúng ta trộn đều tay, đều hết lên, nhưng mà chúng ta nhớ để cho thấm là để qua đêm. Để qua đêm nữa, đầu ngày mai mình ăn, mình đem ra chiên. Mình trộn đều rồi sau mai mình phải lột trộn lại một lần nữa cho nó thấm đều hết. Được khi chiên là vừa vàng tới là rất là ngon. Thế là chúng ta đã hoàn tất món cánh gà chiên. Và đây là phong xong cái giai đoạn ướp. Đến ngày mai chúng ta phải để qua đêm. Qua đêm để cho nó thấm gia vị. Chứ còn nếu mà ta chiên liền á thì nó không có thấm, không có mặn mà, chưa có ngon. Thì chúng ta để qua đêm. Rồi ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục chiên. Mời quý vị thưởng thức. Khi dầu đã sôi rồi, bắt đầu ta cho gà vào chiên. Đấy, cánh gà chiên kiểu KFC nhưng theo hương vị Việt Nam.
trời hôm nay xe lạnh lạnh ăn cánh gà chiên là rất là ngon. Rồi, chúng ta chờ cánh gà nó vàng. Sau hơn 10 phút chiên thì gà ta được như thế này, gà vàng đẹp rất là thơm. Chúng ta để nhiệt độ chừng 375 độ là vừa rồi, đừng để nó cao quá. Nếu mà để nhiệt độ cao quá thì nó dễ cháy bên ngoài mà bên trong nó chưa được chín lắm, nên chúng ta để 375 độ là vừa. Sau chừng 10-12 phút là chúng ta được các sản phẩm. Cho ráo vào một chút, chúng ta cho qua khay. Đây. Đấy, đẹp chưa? Cánh gà chiên. Chúng ta tiếp tục cho vào chiên tiếp. Mỗi lần có tiệc là tụi nhỏ nó yêu cầu có món cánh gà này, nên nhà lúc nào cũng hay làm. Nếu quý vị mà làm theo đúng theo cái công thức này thì rất là ngon. Dù vừa có làm ăn nhiều chỗ mà cái công thức khác vẫn thích cái cánh gà ở đây chiên. Vậy đó, chúng ta chờ thêm 10 phút nữa. Cánh gà này sắp đã chín rồi. Nhớ khi cái chút nữa là nói là chúng ta chiên cái cánh riêng và cái đùi riêng để cho nó dễ chín nha. Đây, cái cánh ta chia riêng nè. Rồi, cứ vừa vàng tới là được rồi, là không có nhiều. Rồi, cánh gà chiên cũng đã gần hoàn tất. Rồi, chúng ta mang một khay này đi tiệc, và trong đó có một khay xôi nữa và khay thạch dừa, và mỗi thứ chúng tôi làm một khay mang đi, và ba món này là mọi người đều yêu cầu. Rồi, cánh gà chiên trong khi chờ đợi. Ồ, chúng ta một câu cho tặng quý vị. Nước mắt nào nhỏ xuống lấp môi khô, những đêm khuya khi tình về reo gọi, những chiều thu mưa bay từng hạt nhỏ, giọt mưa sầu rơi rụng vào tim anh. Em bây giờ lạc lòng bước chân chiên, em ước mơ sao cuộc đời em điền, đốt khói cây du hồn mịn bàn hoàn, anh bây giờ mịt mơ giống chân ngoài. Ây, giờ vẫn là mùa thu của Cali. Nghe hát bài nhạc này nó có chút mùa thu của nhạc sĩ Hoàng Thanh Tâm đang ở bên Úc. Đây, rồi chúng ta kêu tiếp một cối nữa. Mà giờ chúng ta cho đùi không nha. Đùi gà là chúng ta đã hoàn tất. Đó,
chia. Đùi chiên riêng, cánh chiên riêng cho nó dễ chín hơn, vì đùi nó dày, nó to lớn hơn nên mình chiên riêng ra ra. Mới vừa rồi chúng ta chiên cánh, giờ bắt đầu chiên cái đùi gà. Đùi gà để đùi chiên riêng ra, cánh là mau chín hơn, mau vàng hơn. Rồi một vừa rồi hát không có hay, quý vị đừng có ném đá nha. Rồi tôi không phải ca sĩ, đi hát chơi thôi. Nhưng mà tôi có ban nhạc. Nếu quý vị nào có nhu cầu tổ chức tiệc cưới, hội đoàn và tiệc sinh nhật thì xin liên lạc với lại Đức Hải, ban nhạc Blue Ocean Band. Tôi sẽ bỏ lên trên app trên đó là sẽ thấy ban nhạc Blue Ocean Band ở khu, nếu ai ở trong Cali, khu gần Phước Lộc Thọ có nhu cầu thì liên lạc ban nhạc, anh em sẽ phục vụ hết mình. Rồi cho bắt đầu chúng ta thử gà này. Gà nó chiên nó vàng nè, vàng vừa vàng nó ngon nè. Nó vừa giòn hơn, vừa ăn không mặn không nhạt này. Rất là ngon. Rồi, cuối tuần quý vị hãy làm thử món này cho gia đình cùng ăn. Hôm nay thì tôi làm cho món này đi tiệc tới nhà bà con để ăn cùng nhau, ăn Thanksgiving lễ tạ ơn của nước Mỹ. Rồi, quý vị nếu thấy hay xin bấm một like và cùng chia sẻ, và nhớ bấm subscribe. Rồi, kính chào quý vị. Chào, bye bye.